Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông địa phương đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tổ chức các cuộc họp bí mật về khả năng tòa án công lý quốc tế ở La Hay ban lệnh bắt giữ quốc tế đối với thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi. Kênh 13 của Israel đưa tin rằng các cuộc họp diễn ra dựa trên dự đoán về khả năng lệnh bắt giữ quốc tế sẽ được ban hành nhắm vào các quan chức cấp cao ở Israel trong những ngày tới. Kênh này cho biết, theo thông tin và dấu hiệu mà các quan chức cấp cao ở Israel có được, có khả năng tòa án công lý quốc tế ở La Hay sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu, Galan và Halevi. Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, một số biện pháp tức thời đã được phê duyệt để Israel đáp trả động thái tiềm tàng này, bao gồm cả việc phát động một chiến dịch chính trị ở cấp độ quốc tế để chống lại lệnh bắt giữ tiềm năng này. Theo tờ Nhật báo Yeni Safak, Israel đã phát động một cuộc tấn công vào giải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến gần 1.200 người thiệt mạng. Kể từ đó, hơn 34.200 người Palestine đã thiệt mạng và 77.200 người khác bị thương trong bối cảnh cuộc tấn công bao vây chặt chẽ do Israel áp đặt khiến toàn bộ người dân, đặc biệt là cư dân ở phía bắc Gaza, đứng trước bờ vực chết đói. Trong một động thái mới nhất, một quan chức hàng đầu của Hamas tên là Khalil al mới đây nói với hãng tin AP rằng Hamas sẽ sẵn sàng hạ vũ khí, giải tán cánh quân sự của mình và trở thành một đảng chính trị nếu một nhà nước Palestine được thành lập dọc theo biên giới năm 1967. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu đánh dấu 200 ngày xung đột Israel, Hamas nổ ra, người phát ngôn của lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm Hamas, ông Abu Ubaidah, kêu gọi leo thang xung đột trên tất cả mặt trận. Trong bài phát biểu, ông Abu Ubaidah ca ngợi cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 13 tháng 4. Ông này cho rằng cuộc tấn công trực tiếp của Iran đã đặt ra các quy tắc mới, vẽ ra các kịch bản quan trọng và khiến Israel cũng như những kẻ đứng sau họ phải bối rối. Ông Abu Abaida cũng kêu gọi gia tăng căng thẳng ở bờ Tây và Jordani, gọi đây là một trong những mặt trận Ả Rập quan trọng nhất. Người phát ngôn của lữ đoàn Al-Qassam nói, chúng tôi kêu gọi người dân Jordani tăng cường hành động và lên tiếng. Ông Abu Abaida cho biết, Hamas vẫn bám chặt vào các mục tiêu trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Theo đó, Hamas đề nghị Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự, rút lực lượng khỏi Gaza, cho phép người di tản quay trở lại phía bắc Gaza và dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ông Abu Abida nói, Israel đang chỉ hoãn việc đạt được thỏa thuận trao đổi con tin và đang cố gắng cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Vũ khí và đạn dược trong gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine làm chậm bước tiến của quân đội Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng này trên chiến trường. Đồng thời, gói viện trợ mới cũng được cho là sẽ giúp Ukraine có thêm thời gian để lên kế hoạch dài hạn về cách lấy lại một phần năm lãnh thổ đất nước hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông Michael Clark, giáo sư thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại King's College London bình luận, cuối cùng gói viện trợ sẽ mang lại cho Ukraine khả năng tiếp tục duy trì xung đột trong năm nay. Đôi khi trong chiến tranh, bạn chỉ cần giữ vững vị trí bạn chỉ cần tránh bỏ cuộc, đầu hàng. Các nhà lập pháp thừa nhận, những đột phá trong tương lai của Ukraine vẫn phụ thuộc vào việc chuyển giao viện trợ kịp thời hơn khi Nga vẫn đang tiến về phía trước tại một số điểm dọc theo mặt trận dài 1.000 km, sử dụng xe tăng, bộ binh và bom lượn do vệ tinh dẫn đường để tấn công lực lượng Ukraine. Nhà lập pháp đối lập Vadim Ivchenko, thành viên Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho rằng mục tiêu của lực lượng Ukraine hiện nay là giữ phòng tuyến cho đến khi phần lớn nguồn viện trợ mới đến vào giữa mùa hè, đồng thời dự đoán sẽ có một số chuyển động tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối mùa hè. Nhưng một số chuyên gia quân sự khác lại nghi ngờ Ukraine có đủ nguồn lực để sớm thực hiện các cuộc tấn công nhỏ. Matthew Savin, Giám đốc khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức nghiên cứu ở London cho biết, khoản tài trợ của Mỹ có lẽ chỉ có thể giúp ổn định vị thế của Ukraine trong năm nay và có cơ hội chuẩn bị cho các hoạt động tấn công vào năm 2025 trong kịch bản tốt nhất cho Ukraine, gói viện trợ mới của Mỹ sẽ giúp các chỉ huy Ukraine có thời gian tổ chức lại và huấn luyện các binh sĩ của mình để tránh thất bại trước Nga trong năm nay. Còn chuyện giành chiến thắng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, những tháng gần đây, các đồng minh NATO chưa viện trợ như đã cam kết, nhưng vẫn chưa quá muộn để Ukraine giành thế áp đảo bởi đang có thêm viện trợ được triển khai. Quân đội Ukraine đang thất thế tại tiền tuyến do thiếu hụt đạn dược và vũ khí. Ông Stoltenberg lưu ý mỹ đã phê duyệt gói viện trợ hàng chục tỷ đô la mỹ cho ukraine trong khi anh đức hà lan đưa ra những cam kết mới ông stoltenberg cho biết chúng ta có trách nhiệm biến cam kết thành hiện thực và cần làm thật nhanh ngoài ra tổng thư ký nato cũng cho rằng trung quốc hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của nga bằng cách chia sẻ công nghệ hiện đại có thể dùng trong sản xuất tên lửa xe tăng và phi cơ theo ông stoltenberg trung quốc không thể vừa muốn có quan hệ tốt với phương tây vừa tiếp sức cho cuộc xung đột lớn nhất châu âu mỹ cũng cáo buộc trung quốc cung cấp công nghệ lưỡng dụng giúp Nga tăng cường năng lực quân sự để thúc đẩy đa tiến công trên chiến trường Ukraine. Trung Quốc chỉ trích Mỹ cáo buộc vô căn cứ, khẳng định nước này có quyền duy trì quan hệ thương mại bình thường với tất cả quốc gia, trong đó có Nga. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn dự luật viện trợ nước ngoài có trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ, bao gồm khoản viện trợ bổ sung 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngay sau đó, Lầu Năm Góc đã cho công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Kiev Mặc dù không đề cập cụ thể đến hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atac MS MGM-140, nhưng Mỹ cho biết gói hàng này chứa tên lửa bổ sung cho tổ hợp HIMARS. Cùng thời điểm, tờ New York Times và hãng tin Reuters cho hay chính quyền của Tổng thống Biden đã bí mật vận chuyển các biến thể Atac MS tầm xa tới Ukraine vào đầu tháng này trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 300 triệu đô la Mỹ được công bố hồi tháng 3. Các quan chức Mỹ cho biết Kiev đã sử dụng tên lửa Atac MS để tấn công sân bay quân sự của Nga trên bán đảo Crimea vào tuần trước nhưng không rõ đây là biến thể nào của attack ms trong sự kiện lần này các nhà lập pháp mỹ cho rằng trong vài ngày tới ukraine sẽ có thể nhận được thêm nhiều tên lửa attack ms từ đó ukraine có thể tiếp tục triển khai tập kích vào các tài sản có giá trị cao của nga ở hậu phương chia sẻ với tờ business insider ông dan rai cựu sĩ quan pháo binh của quân đội mỹ cho hay điều này sẽ khiến nga phải thay đổi nhiều về chiến lược và chiến thuật song hiện chưa rõ chính xác biến thể attack ms nào ukraine sẽ nhận được từ mỹ trong thời gian tới Ngoài M39 có tầm bắn 165 km, Mỹ còn có hai phiên bản khác có tầm bắn 305 km. Theo ông Rai, tất cả các MS đều có thể được bắn từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt M270 mà Ukraine đang sử dụng. Ngoài ra, các biến thể ATAC MS khác nhau có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu khác nhau. Theo ông Rai, sự xuất hiện nhiều hơn của atacMS MS trong thời gian tới có thể buộc Nga phải đẩy các kho tiếp tế, sở chỉ huy và kiểm soát cùng trực thăng tấn công ra xa tiền tiến hơn. Bằng cách này, Ukraine sẽ gây nhiều khó khăn hơn cho quân đội Nga trong quá trình chiến đấu. Trước tình hình Ukraine có thể sẽ tăng cường tấn công, theo tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga cho hay những biện pháp tăng cường bảo vệ vùng Zaporizhia gồm việc sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không Sham, S-300 và Panzer. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị phòng không của Nga đảm bảo những vật thể được bảo vệ sẽ được che chắn trước vũ khí tấn công trên không kể cả khi đối mặt với các biện pháp tác chiến điện tử và hỏa lực dữ dội của đối phương, các SAM S-300 cùng với những hệ thống phòng không khác đang xây dựng một mái vòm bảo vệ trên toàn bộ khu vực Zaporizhia. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga còn triển khai hệ thống Buk được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến lược và chiến thuật, trực thăng, tên lửa hành trình và bom dẫn đường. Máy bay không người lái UAV tấn công của đối phương cũng sẽ đối mặt với hệ thống tên lửa Panzer. Một binh sĩ thuộc đơn vị phòng không ở Zaporizhia nhấn mạnh, dưới sự giám sát của chúng tôi, không ai có thể hành động trong khu vực không một tên lửa hay máy bay nào. Petro Andriushchenko, trợ lý của thị trưởng Ukraine lưu vong ở Mariupol cho biết ít nhất 6 tên lửa đã tấn công một doanh trại đang được quân đội Nga sử dụng ở Babak Tarama thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine. Vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Ông nói trong một bài đăng trên Telegram rằng tất cả họ đều là sĩ quan, không có binh sĩ nào sống ở đó lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các căn cứ quan trọng của Nga nằm sâu trong phòng tuyến của kẻ thù bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Trước đó, quân đội Nga cũng được cho là đã phải chịu tổn thất không đáng có sau những chiến thắng trên chiến trường Ukraine do sự chủ quan. Hồi cuối tháng 2, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới cận vệ 36 thuộc tập đoàn quân 29 của Nga đang xếp hàng trên bãi đất trống của ngôi làng để chờ chỉ thị của chỉ huy thì bị hỏa lực Ukraine tập kích và chịu thương vong nặng nề. Theo BBC, khoảng 200 đến 300 sĩ quan, binh sĩ Nga từ ba đại đội của lữ đoàn 36 có mặt tại hiện trường đã bị tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine bắn trúng. Con số thương vong được cho là lên tới hơn 60 người. Đây không phải là một tổn thất nhỏ bởi sự kiện đã khiến ba đại đội bộ binh này mất đi khả năng chiến đấu. Tiền thân của lữ đoàn là sư đoàn bộ binh cận vệ 36 từng tham gia chiến dịch phòng thủ Stalingrad nổi tiếng trong Thế chiến 2. Ở diễn biến khác, vào cuối tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã chặn một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khắp khu vực phía tây của đất nước, phá hủy khoảng 50 UAV trên các khu vực biên giới Belgorod, Bryansky và Kursk. Kể từ tháng 1, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa bằng UAV tự sát vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn 16% công suất lọc dầu của Nga vào cuối tháng 3. Washington Post đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị An ninh Munich vào tháng 2, yêu cầu Kyiv kiềm chế các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga một số nhà quan sát cho rằng chính quyền tổng thống mỹ joe biden lo ngại các cuộc tấn công như vậy có thể làm tăng giá năng lượng toàn cầu và dẫn đến sự đáp trả của nga theo các phương tiện truyền thông ukraine đã bác bỏ yêu cầu của phía mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục những cuộc tấn công như vậy cho đến khi phương tây cung cấp thêm vũ khí để giúp kiev đối phó với nga